Dù đã 2 tuổi, nhưng bé Giàng Thị Han vẫn chưa được tiêm chủng một loại vaccine nào. Gần một tuần trước, do bị sốt và tiêu chảy, bé Han đã được bố đưa đến bệnh viện để điều trị. Thì mình đang đi làm thì con nó bị sốt cao và nó bị tiêu chảy, xong là nó ho nhiều, thì được 1-2 ngày thì mình mang xuống khám. Bác sĩ bảo là bị viêm phổi với lại bị sỏi. Vaccine sởi chỉ được tiêm cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên, nên bé Trang A Thái 6 tháng tuổi cũng bị mắc sởi. Nguyên nhân là do chị Giàng A Dê, mẹ bé Thái, trước đây cũng chưa tiêm chủng loại vaccine này nên chưa có kháng thể để truyền cho con. Tôi không biết dịch sởi là gì cả, cũng không biết tiêm chủng là gì. Mấy hôm trước con tôi bị sốt cao, mặt nổi nốt đỏ nhưng tôi vẫn cho con bú. Khoảng 2 ngày sau thì tôi cũng bị như thế. Tôi đưa con đi tiêm 2 mũi ở ngoài, nhưng cũng không thấy đỡ nên đưa vào bệnh viện. Vào đây thì các bác sĩ nói hai mẹ con tôi đã bị sởi. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã ghi nhận gần 260 ca mắc sởi, trong đó gần 80% ở lứa tuổi từ 1 đến 15 tuổi và chủ yếu là người dân tộc Mông. Đa phần bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng bị biến chứng. Các cái bệnh nhân nó ở gần thị trấn, quanh thị trấn thì họ vào sớm, còn những bệnh nhân mà họ xa ở trên bản, thôn bản ấy, thì đường xá khó khăn nên là nhiều khi là họ đến đây cũng là ngày thứ 3, thứ 4, thậm chí là ngày thứ 5. Khi nó đã bộ nhiễm thì cũng có thể dẫn đến viêm phổi rồi một số bệnh khác mà có thể có nguy cơ tử vong. Dịch sởi ở Yên Bái bùng phát từ tháng 11 năm ngoái và đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại, với gần 1.000 ca mắc. Ngoài việc tiêm chủng, điều kiện sinh hoạt kém vệ sinh của bà con dân tộc thiểu số cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh. Theo các chuyên gia, với thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, số lượng bệnh nhân sẽ tiếp tục gia tăng nếu người dân còn chủ quan với dịch bệnh. Tại khu khám nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, trung bình mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận khám cho hơn 10 trường hợp mắc sởi và thủy đậu, sốt phát ban. Đáng lưu ý nhất là có nhiều trẻ vài tháng tuổi cũng nhập viện điều trị do mắc sởi, một bệnh nhiễm có thể gây tử vong và nhiều biến chứng nguy hiểm. Bé nhà em nó được 8 tháng tuổi, triệu chứng lúc đầu thì nó ho nhiều, nó sốt, nó ho nhiều. Sau thấy nó lên ban mà đỏ, mà đầu là nó mặt, mắt mình nó sưng ngủ dậy đó. Mình thấy nó sưng hai cái mắt lên á, xong rồi nó nổi ban từ đầu trán hết xuống, dần dần xuống tới bàn chân luôn á. Đã được bao nhiêu ngày rồi? Bữa nay nữa là 5 ngày rồi đó, nó lên ban là 5 ngày rồi. Mà bữa nay thấy nó còn đỡ, nó bay bớt rồi. Dạ, nhập viện cũng được gần tuần rồi chị. Giờ nó cũng bớt rồi nhưng mà nó hơi ho nhiều thôi à. Ho nhiều lắm. Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc gia tăng bệnh sởi trong thời gian này có thể do trẻ em bỏ qua việc tiêm vaccine phòng bệnh hoặc tiêm không đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ. Đối với sởi thì chúng ta thấy là tỷ lệ thường gặp là ở những em bé lớn, em bé trên 9 tháng tuổi. Tỷ lệ dưới 9 tháng tuổi mà gặp sởi thì hiếm, tại vì chúng thấy là dưới 9 tháng tuổi nếu mà được bú sữa mẹ hoàn toàn thì nó có kháng thể của bà mẹ được bảo vệ thì nó hiếm hơn. Cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà hiếm. Thì biểu hiện là sẽ sốt nhẹ nhẹ, có thể sốt cao, viêm đông hấp, tức là ho sổ mũi 2-3 ngày, sau đó phát ban từ trên trán, trên chân tóc xuống, rồi lan xuống dưới thân mình, rồi sau đó khi ban xuống dưới chân 2-3 ngày ban xuống lan dưới chân thì các cái vết ở trên trán nó sẽ bay. Ngành Y tế tỉnh Bình Dương đã khuyến cáo các gia đình cần chủ động phòng bệnh bằng cách đưa con em đến các cơ sở y tế để tiêm phòng, thực hiện giữ vệ sinh, cách ly trẻ bệnh, hạn chế đến các khu vực đông người và cần tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh nhà cửa, thân thể cho trẻ để phòng khả năng lây nhiễm virus gây sởi.